Thưa toàn thể quý ông bà, quý phụ huynh và toàn thể quý thầy cô giáo, các anh chị em, chú anh kính mến. Kính chúc mọi người chúng ta có một cái ngày mới nhiều năng lượng, nhiều niềm vui ha. Và cũng tương đối khá lâu thì thầy Hậu cũng gián đoạn cái việc chia sẻ về cái phương hướng học tập và dạy dỗ con cái. Như ông rằng là những cái mấy chục cái bài trước khi thầy vào chia sẻ thì phụ huynh chúng ta, đặc biệt các cô thì chúng ta có thể gửi lại từ đầu cho một số cái phụ huynh, vì qua cái năm mới á thì chúng ta sẽ phải học lại. Và vừa rồi thì thực sự cũng có những cái phụ huynh phản hồi lại là nhờ nghe những cái buổi giảng như vậy cho nên thực sự là hiểu ra rất là nhiều cái vấn đề, và từ đó điều chỉnh lại cái tư tưởng của mình và cái sự sắp xếp trong cái cuộc sống của mình. Chúng ta ưu tiên là những cái việc nó quan trọng hơn so với cái việc là chúng ta cứ mãi dành hết thời gian để chúng ta đi làm đấy. Thì tự nhiên thấy rằng là gia đình có sự thay đổi, và bản thân thầy giàu ở đây cũng cảm nhận rõ rệt là cái sự thay đổi của các con, tại vì cái việc đấy là nhân và cái thành quả của chúng ta, các con nó biểu hiện ra, và cái mức độ hạnh phúc của gia đình chúng ta chính là quả trong cái cuộc đời này. Thì từ đây khi mà chúng ta có duyên cùng nhau thì mọi người sẽ nghe thầy Hậu sẽ nói rất là nhiều về nhân quả. Nó không phải là một cái gì đó nó gói gọn trong cái chỉ những người học Phật đâu, mà nó là một cái chân lý tuyệt vời, nó hướng đến cái chỗ công bằng tuyệt đối. Rõ ràng chúng ta vẫn luôn hướng tới cái sự công bằng và rất là chán ghét cái sự bất công trong bất kỳ cái lĩnh vực nào, đúng không? Còn chính trong gia đình cũng vậy thôi. Đối với vợ chồng hay mọi cái, chúng ta cũng luôn có cái mong muốn đòi hỏi làm sao nó có cái sự công bằng. Rõ ràng là cái nhân quả là một trong những cái quy luật để nó đưa tất cả về lại cái sự cân bằng, mà không để cho ai bị thiệt cả. Chúng ta đúng trước thì sau này nó sẽ có cái quả là đúng, mà nếu chúng ta đi những cái nước cờ sai lầm thì đương nhiên là sẽ lãnh lấy những cái quả khổ về sau. Thì cũng không có ai là cái người đứng ra để mà làm cho mình xui xẻo hay là áp mình hết nhá. Đấy, nhưng mà ngược lại cuối cùng trong cái cuộc đời này thì cuối cùng là người ta ra ngoài cuộc sống, khi chúng ta lớn lên rồi chúng ta mới thấy rằng là gì, cái cuộc sống này nó không như mình nghĩ khi nhỏ đó. Và rõ ràng chúng ta thấy những người nào mà có cái xác suất mà thành công nhiều thì người đấy được gọi là một người may mắn đó. Thì vừa rồi bản thân tôi ở nhà thì tôi quan sát thấy mấy buổi trưa liên tục như vậy, là cái cô bé đầu của tôi năm nay học lớp 7 là cứ buổi trưa thế là đóng phòng lại ôm cái cuốn sách mà tôi bỏ trong tủ sách. Đây là bí mật của sự may mắn. Cuốn sách đứng nó nhỏ thôi, cái cô này có đọc và tôi cảm thấy rằng là nó có cái sự phấn khởi và có cái sự tích cực hơn sau khi đọc cái cuốn sách đó. Thì tôi có hỏi bạn ấy là con thấy hay không, bạn ấy hay bà và tôi nói đọc xong rồi có hiểu được bản chất của nó không? Thì cơ bản là bạn ấy cũng không cho mình một cái câu trả lời đúng được, và bạn ấy nói ba đọc chưa. Thật ra sách của tôi mua đó, nhưng mà cũng không phải là của nào tôi có thời gian đọc, hoặc là tôi đọc rồi tôi lại quên. Đấy, có những cái duyên mà tôi tiếp xúc với những cái hội chợ sách đó, tôi mua rất là nhiều, tôi mua rất nhiều. Nhưng mà cơ bản là cuốn nào chúng ta mua về chúng ta cũng nên đọc rồi chúng ta mới cho con em mình đọc. Để biết đâu trong đấy có những cái sách gọi là sách rác, và cũng có những cái sách gọi là sách tinh hoa. Là nếu đương nhiên rằng là cho con cái chúng ta mà được sàng lọc để được tiếp cận với những cái đầu sách gọi là sách tinh hoa thì cực kỳ lợi ích. Còn nếu mà lỡ may mà nó nhiễm bởi sách rác, hoặc là những cái tiểu thuyết, hoặc những cái tạp chí, hoặc là nhất là những cái bộ truyện tranh, nó nội dung bây giờ nó mang cái tính chất ảo tưởng và phiêu lưu ký thì nguy hiểm lắm. Thì sau này cuộc đời của nó cứ phiêu lưu ký này. Và đương nhiên chúng ta không ai mong muốn mình và con em mình sống cái cuộc đời nó phiêu diêu không? Đấy, và chúng ta luôn muốn nắm lấy cái tương lai của mình trong lòng bàn tay, đúng không? Có phải phụ huynh nào ai cũng mong muốn nắm lấy cái tương lai mình trong lòng bàn tay không? Đó, thì cuối cùng là gì, tôi trưa đây tôi tranh thủ tôi lấy cái cuốn sách đó ra tôi xem qua. Thì cái cuốn sách này của một cái tác giả người nước ngoài, thì cơ bản trong đây cũng có những yếu tố đúng chứ không phải là sai, nhưng mà tôi phát hiện ra là nó chưa nằm ở chỗ cốt tủy của vấn đề.
Anh Tiêu luôn dạy cho chúng ta là phải người tạo ra cơ hội may mắn rồi cố gắng đeo đuổi cái sự may mắn, cuối cùng lại là cuối cùng lại tôi chốt vấn đề, nếu như thực sự số mạng người đó không may mắn thì cũng chẳng được gì. Hiểu không? Đương nhiên cái này thì thực ra là vì đời thanh niên của tôi học tương đối nhiều về mấy cái này. Nó có tốt hơn thì cái người mà không có cái ý chí phấn đấu đấy, cố gắng đeo đuổi, nhưng mà rõ ràng không phải cứ 100 người đều phấn đấu là đều thành công hết. Gần đây tôi thấy có những cái bài báo viết về những cái gọi là những cái người giỏi xuất sắc của Trung Quốc lẫn cả của nước ngoài, nhưng mà tới khi mà họ ra ngoài đời họ không đạt được cái nguyện vọng của họ, họ bị điên. Có một số người bị điên và có một số người thì họ lại chọn cái lối sống gọi là không làm gì luôn, tức là họ lại buông xả hết toàn bộ để họ sống theo cái kiểu mà được trợ cấp, người đấy gọi là người vô gia cư á, thậm chí người ta muốn giúp cho người đó quay về lại người ta không chịu luôn. Tại vì người ta nói cuối cùng cái cuộc sống vô gia cư này họ thấy vẫn thoải mái hơn so với tất cả những cái áp lực mà họ bị gánh phải từ bé cho đến lớn nhưng mà không đạt được thành công. Hiểu không? Ví dụ như bây giờ người ta có mục tiêu phương hướng mà người ta có thành công thì nó có nhân có quả, người ta cảm thấy an ủi. Còn ngược lại rõ ràng người ta có cái trí tuệ hơn người, người ta có cái sự nỗ lực mà cuối cùng người ta không đạt được điều gì hết, cuối cùng vô tình nó giống như là cái guồng máy đó nó như một cái sức nặng nó đè chết người ta hàng ngày, và người ta lại chọn một cái lối thoát, đây là người ta thả nó xuống để người ta sống một cái cuộc đời như vậy. Nhưng mà có thể rằng đó cũng là một cái giải pháp, đó cũng là một cái giải pháp đó. Nhưng mà ngược lại nếu như thực sự từ bé mà cái đứa bé này nó được khuôn đúc một cái gốc của vấn đề là một cái sự may mắn tuyệt đối, chứ không có tôi không nói tương đối. Bây giờ tôi đang đi theo cái xu hướng may mắn tuyệt đối. Thực sự bản thân tôi trước đây tôi từng quan sát thấy chúng ta có tất cả mọi người bây giờ, nếu tôi nói điều này ra chúng ta sẽ để ý là cuộc đời chúng ta đang nằm trong sự may mắn tương đối. Chúng ta có phấn đấu nhưng thành bại thì là do trời, chúng ta cứ hay đổ là do trời, do thời vận. Nhưng mà chỗ đó là cái chỗ mà hôm nay tôi hiểu ra được, tôi chia sẻ cho mọi người, cho nên cái chỗ này mọi người phải lắng tâm nghe cho cụ thể, phải tư duy nghe, chứ không phải nghe như vậy nói ông giàu này bữa nay ông bốc phét đâu, vì mọi người không có cơ hội nghe. Tại vì bản thân tôi cũng đã tìm hiểu và tôi đã áp dụng trên bản thân tôi mười mấy năm nay và con tôi bây giờ cũng vậy. Nhưng mà nhàn nghe, làm mà vui mà nhàn thì cuối cùng tôi mới đi đêm đó tôi mới nói chuyện với con tôi nói, thật chất con có biết bản chất và chắc chắn để người ta đạt được may mắn là gì không? Nhưng nhìn con tôi nó không thể trả lời được. Thì hôm nay tôi cho mọi người một cái đáp án, đấy là gì? Là chúng ta hãy tạo may mắn cho người khác, và đó cũng chính là tự tạo may mắn cho chính mình. Nó nằm ở đâu? Sao mà tôi hiểu được cái lý luận này? Thật ra nó nằm hết trong Phật Pháp. Nó đơn giản là Đức Phật tại sao lại chỉ cho chúng ta dù nghèo hay giàu phải bố thí. Bố thí có nghĩa là gì? Đối với những người chúng ta có ơn với chúng ta, như thầy, như mẹ, cha của chúng ta, tổ tiên chúng ta, những người lãnh đạo đất nước của chúng ta, thì chúng ta Đức Phật dùng cái tâm là vừa cung kính tặng quà mà phải có cái tâm cực kỳ cung kính và biết ơn, thì đổi lại cái danh từ trong Phật Pháp gọi là cúng dường. Nhớ cái từ cúng dường nó không phải cao siêu nha, nó không phải đặc thù của Phật Pháp, nhưng mà nó áp vào những cái đối tượng như tôi vừa nói đó, là những người thực sự đối với bản thân chúng ta vô cùng mang ơn họ và chúng ta mong muốn được họ nhận quà của mình, chứ không phải là do là họ thèm khát để nhận của chúng ta. Thì cái này gọi là cúng dường, hiểu không? Còn ngược lại đối với những cái người mà chúng ta cơ bản là nó cũng không đến mức độ như vậy, nhưng chúng ta có cái tâm thương yêu họ, muốn chia sẻ cho họ, thì chúng ta Đức Phật dùng một cái từ gọi là bố thí. Nhưng mà ngược lại là không phải là vì nó không sâu sắc mà chúng ta xem thường họ, chúng ta cho với một cái tâm là không có hoan hỷ, thì cái điều đấy, cái phước phần nó sẽ mỏng nè. Thì mọi người có thấy có phải khi mà chúng ta phát tâm cúng dường bố thí, hay gọi chung là bố thí đi, thì có phải đó thật sự đối với những người nhận được cái điều đó là những người thật sự hôm nay họ nói họ là may mắn. May mắn. Ví dụ bây giờ họ phải đi nhặt rác cả buổi như vậy kiếm được 20 ngàn đi, thì tự nhiên gặp mình cái mình phát được cái tâm muốn bố thí, cái mình thắng xe lại, cái mình cúng dường mình tặng cho họ ngay 20 ngàn. Có phải sau khi mình đi cái họ tự nói với lòng họ là ui sao hôm nay may mắn quá vậy? Đúng không? Phải chứ nào, may mắn quá còn gì. Rồi một người đi lên xe buýt như vậy, tự nhiên thấy đông nghẹt hết rồi, cuối cùng là trong người có bệnh nữa, hoặc là bầu bì nữa, hoặc là một cô gái yếu đuối,
Thì tự nhiên bây giờ tự nhiên thấy vậy là rồi biết là cái số mình hôm nay bị đi đứng đứng rồi. Nhưng mà tự nhiên có một anh chàng đẹp trai nào đó hay là một cô gái nào đó tự nhiên cái nhẹ nhàng đứng dậy, chị ơi em ơi anh ơi ngồi đi cho đỡ mỏi, chị ngồi nãy giờ rồi chị đứng được. Tự nhiên người đó ngồi xuống cái tự thầm nói trong lòng mình, sao hôm nay mình may mắn quá vậy. Có phải không? Tất cả những cái thứ đó mọi người suy luận nên là đều tạo lại cho họ một cái năng lượng để họ nhận thấy rằng là hôm nay họ may mắn, nhưng mà may mắn là nhờ gặp mình. Gặp người khác cái thôi, đố nó như ông cha, hiểu không? Thì có phải là cái người khi mà gặp mình mà may mắn thì lập tức trời đất này luôn, nó cái bản chất nó là công bằng mà. Anh luôn cho người khác cái sự may mắn thì anh sẽ có thừa sự may mắn, đúng không? Còn nếu mà cái cuộc đời này bản chất mà chúng ta không tin vào cái sự công bằng tuyệt đối á, thì tôi không có cái gì để nói với mọi người luôn. Tại vì cái gì nó đã bất công rồi, chúng ta sống vì cái gì cho nó mệt, đúng không anh mọi người, hiểu không? Ví dụ như bây giờ hôm nay chúng ta cật lực chúng ta lao động để làm gì? Chúng ta cũng hy vọng là chúng ta sẽ được trả lại một cái thành quả để được cái cuộc đời chúng ta nó tốt đẹp hơn. Chúng ta cũng đang tin vào cái sự công bằng đó. Nhưng tôi nói là cái sự may mắn không tuyệt đối ở đây là gì? Nỗ lực như vậy nhưng chưa chắc đã có cái như vậy. Vậy thì bí quyết nó nằm ở đâu? Có thể là gì? Hiểu sâu hơn một tí vào trong Phật pháp thì mọi người sẽ thấy là chia cái sự may mắn này của chúng ta khi nó phản hồi về thành một cái định nghĩa mới trong nhà Phật, gọi là người này có phước duyên. Có phước duyên, có phước là sẽ được những cái gì mà mình mong muốn, và có duyên là gặp nó, gặp nó. Đó. Nó ngược lại chỗ là gì? Ví dụ như bây giờ Phật nói là chúng ta muốn mong cầu con người, tôi thấy lay hoay cuộc đời này cuối cùng là nhiều vấn đề, nhưng mà chia ra nó thành trong ba việc thôi. Ai cũng muốn có tiền bạc thoải mái một tí, cuộc sống nó nhẹ nhàng một tí, tốc độ tiền bạc. Thì đó là cái phần may mắn mình muốn nhận về ở cái lĩnh vực đó, thì suy luận ra đi, trồng cái gì ăn quả đó. Vậy thì chúng ta hãy cho người khác luôn được may mắn ở cái trạng thái là tiền bạc. Giống như cái ví dụ tôi vừa nói là cái người lượm ve chai mà gặp mình tặng cho 20.000, hiểu không? Thì người ta được cái sự may mắn về tiền bạc thì mình sẽ có lại sự may mắn về tiền bạc. Chúng ta làm việc cũng làm như bao người, nhưng mà tự nhiên sao mình làm đâu nó được đó à, kiếm đồng tiền nó nhẹ nhàng lắm, người ta tới trả nợ cho mình người ta còn cảm ơn nữa. Có người làm le lưỡi luôn, phục vụ người ta xong người ta quỵt nợ cho luôn, đòi nợ người ta còn chửi cho nữa. Tôi gặp rất nhiều người anh em ở gần đây thôi, không cần nói đâu xa luôn. Sau khi mà nói chuyện với tôi xong rồi, người ta mới nói thiệt sự đúng thiệt đó. Nhiều lúc mình quy lị người ta, mình chạy chọt để người ta cho mình một cơ hội làm việc cho người ta, rồi cuối cùng nó giật tiền mình luôn, nó không trả là mình chẳng làm gì được nó hết. Đó là do gì? Do mình không hiểu cái quy luật này, không phải mình nịnh nọt người ta mà ra tiền đâu ơi. Đúng không? Có những người phải đi nịnh người khác đưa tiền thì sao? Đúng không? Có phải những người mà đi đi muốn chạy chọt dự án hối lộ cho người, những cái người phước lớn là phải năn nỉ người ta nhận tiền của mình. Đó là mình nói góc độ cho vui vui ấy. Thì cái phước duyên người ta lớn, hiểu không? Vậy thì bây giờ phước duyên mình nhỏ thì mình làm sao? Biết kiếp rồi, nằm chắc ở trong tay tập bố thí đi, tập cúng dường cha mẹ đi. Ai còn cha mẹ may mắn lắm, tích cực mà hướng về cha mẹ mà phụng sự mà cúng dường đi, tặng tiền cho cha mẹ đi, tặng thức ăn cho cha mẹ đi, tặng áo quần cho cha mẹ đi, tặng chỗ ở tiện nghi cho cha mẹ đi. Ông không giàu mới lạ, có làm không? Đúng không? Đó, từ đó thôi. Có nhiều người bây giờ thì chúng ta cứ hay đổ thừa là vì hoàn cảnh nghèo cho nên là thương cha mẹ lắm nhưng không lo cho cha mẹ được, coi chừng cái câu nói đó nó thiếu sót. Không ai đòi hỏi chúng ta là phải bằng một đối tượng nào cả, nhưng mà trong cái khả năng có thể của chúng ta lo tốt nhất đi, đúng chưa? Rồi từ cái chỗ hạt giống đó nó cứ phát triển dần. Nó giống như người nào họ chỉ cho mình có một hạt đậu á, mình lại không ăn tẹt cái hết luôn mà mình lại đem hạt đậu đó mình gieo xuống. Mọi người thấy không, bao giờ một hạt đậu gieo mà nó chỉ cho lại một quả đậu cả, nó sẽ cho rất nhiều hạt đậu, đúng không? Rồi người nào lại khéo tính toán nữa, ăn lấy đi nửa số đậu đó rồi lại lấy một nửa cái hạt đậu nó gieo xuống lại, nó lại cho mình vô số hạt đậu nữa. Mình cứ làm như vậy thì rõ ràng không có đúng không? Có phải cái cuộc đời này rõ ràng là cái nhân cái quả nó có cái hay như này, gieo một được trăm ngàn nếu khéo gieo. Khéo gieo chứ không bao giờ nói là sòng phẳng là cho một được một đâu mọi người. Ví dụ như mình cho mà cho với cái tâm thô, cực kỳ thô luôn, không có cái tâm yêu thương cung kính chia sẻ gì hết, đồng cảm gì hết,
Thì chỉ có vì người ta cho nên mình cho thôi, thì một cũng được lại ít nhất là 10. Cứ ngược lại mình cho mà với cái tâm là thực sự mà nói đồng cảm, yêu thương, chia sẻ, rồi thương mến, quý kính mà cho, hoặc thậm chí sâu hơn nữa là biết ơn mà cho. Vì sao mà nói biết ơn mà cho? Tại vì họ cho mình ngược lại một cơ hội để mình tạo ra chính sự may mắn cho chính mình. Mình có biết ơn họ không? Ví dụ như bây giờ mình xung quanh mình toàn là cái người no hơn mình không, mình lấy tiền ra cho họ đâu thèm. Cũng không có ý nghĩa nhiều, đúng không? Phải chưa? Nhưng mà ngược lại bây giờ mình gặp, mình ra đường tự nhiên cái mình gặp một cái người què, một cái người già, một cái người khổ, thì tự nhiên là đó là một cơ hội rồi, mình tặng cho họ và họ vô cùng là vui nhận cái đó, thì họ đã thành toàn cho mình rồi, đúng không? Có bao nhiêu giờ mọi người thấy chúng ta đem những cái điều mà có sẵn của những người khác mình cho, nhiều khi họ từ chối khéo mình đó. Cái này nhà chị nhiều lắm đó, nhà chị nhiều lắm nha, đúng chưa nào? Rõ ràng chúng ta không có cơ hội. Hoặc là ví dụ như nghèo tới mức độ, có một số người tôi biết và bản thân tôi từng làm và đang dạy con tôi làm, ví dụ như thậm chí chúng ta không có mà cho cái đối tượng bằng như mình lấy những người đi, chúng ta có thể cho con vật cho mọi người, mà con cái này là dễ làm mà phước cũng không hề nhỏ đó nghe. Ví dụ như mình nói đơn giản, mọi người tư duy đi, một một cái chút cơm của mình thôi, mình ăn không ăn gì nó cũng không bữa rồi, nhưng mà ví dụ như mình thấy một cái tổ kiến bên cạnh đi hoặc là một con vật đi, mình cho nó, ví dụ như nó nói kiến thì mình cho nó một, một ít cơm ở trên đầu ngón tay của mình đó, nhưng mà đối với cái nguyên cái tổ kiến đó, mình có thể nói là nó một cái làng kiến, đúng không? Đông người mà nó như một cái làng hoặc một cái xã của mình đây, ví dụ như vậy, hàng hàng bao nhiêu là ngàn con kiến, hôm đó về nó mở tiệc ăn mừng, nó kháo nhau, nó nói, hôm nay ta gặp quan âm bồ tát, đúng không? Mày có biết không, hôm nay ta đi kiếm ăn vất vả, anh biết không, hôm nay vô tình mình gặp được quan âm thì hiện, hỏi bà mặt bà đó sao, mặt bà đó xinh xinh, hai mắt hai mũi hai tai, mặc áo màu xanh, đi xe máy đi xe máy, đúng không? Bà đang ngồi ăn bánh mì, cái tự nhiên bà thấy tôi, cái bà bức cho tôi miếng mà bỏ qua cho tôi với cái tâm từ bi, trời ơi tôi đem về đây tôi đãi cái dòng họ này, thấy không, mừng không? Thực sự mình có khi nào mình ngồi mình tưởng tượng ra mấy cái này không mọi người? Nhưng mà nó có thiệt không? Có thiệt, thiệt đó. Mọi người cứ nhìn cái cảnh mà ví dụ như con kiến nó phát hiện ra một cái thức ăn, một cái hạt đường, thì bắt đầu nó mừng húng, nó chạy về, nó lấy cái râu của nó đá 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 vô những con khác, bắt đầu cả ổ của nó, bắt đầu nó làm một hang, nó chạy tới rồi nó cùng nhau nó gánh về, nó giống như cái cảnh mà mình được mùa vậy đó, mình rủ nhau mà mình đi gặt mùa về vậy đó, hiểu không? Thực sự nếu như chúng ta biết cách bố thí thì hãy tận dụng tối đa những cơ hội, kể cả bố thí cho chính những cái bạn kiến nhỏ nhoi đó mọi người, hiểu không? Năng lượng thì nó không có phân biệt hình tướng đâu, nhớ cái chỗ này nó hơi sâu sắc tí, nhưng mà phải phát tâm làm được. Còn nếu cảm thấy mà ông nói nó hơi khó hiểu, cái loại nó tôi không chịu, thì ông hãy làm từ người trở lên, hãy làm đối với cha mẹ của mình, hãy làm đối với những người nghèo khổ, hãy làm với những người mình có thể mở tâm ra làm, thậm chí tâm lượng của mình rộng hơn, mình có thể làm với những người thậm chí họ còn giàu có hơn mình nữa, nhưng mà chúng ta có cái thứ mà họ không có để chúng ta chọn, chúng ta phải có cái năng lực đó. Và cái quá trình mà khi chúng ta thường xuyên chúng ta muốn cho đi thì nó sẽ thu về lại rất nhiều, và từ đó chúng ta sẽ có thêm rất là nhiều năng lực và cơ hội để cho đi. Và càng có nhiều cơ hội và năng lực để cho đi thì cái gọi là cái tần số năng lượng may mắn của mình, hay nói là cái phước duyên của mình càng ngày nó càng thù thắng, thì chúng ta đừng có nói cái cảnh đời nữa. Lúc đó tự nhiên vợ nó không ngoan, nó không thành vợ ngoan, chồng nó không yêu thương, nó không thành yêu thương, con nó chưa hiếu thảo, nó không sẽ quay về hiếu thảo. Mọi người xung quanh không có quý mến mình, tự nhiên cũng sẽ quý mến mình, nghe không? Mà đó là chúng ta đã thực sự nắm được cái chìa khóa. Và cái thứ hai nữa là con người bây giờ rõ ràng ngoài tiền bạc xong, ai cũng muốn khỏe mạnh sống lâu, ít bệnh tật hết, đúng không? Đúng không? Nhưng mà đa phần bây giờ, tại sao người ta nói người nào mà tới lớn lớn tuổi tí mà không bệnh là người đó quá may mắn? Vì sao? Vì phần đông còn lại là đều bệnh tật dày vò. Khi nghèo muốn ăn không có mà ăn, tới lúc có rồi lại không có còn khỏe mạnh để mà hưởng thụ đâu. Có phải cuộc đời bây giờ là như vậy không? Còn nên đi đám ma toàn thấy chết vì ung thư, vì đột quỵ, không ai thấy chết già. Đó ra điều đó tôi phải tư duy, nhưng mà may mắn hôm nay tôi có được cái bí kíp nhờ đọc trong kinh sách của Đức Phật. Đức Phật nói là gì? Mình muốn cho cái cuộc đời của mình ít đau khổ, ít bệnh tật, tuổi thọ kéo dài, thì hãy làm cho đối tượng khác được như vậy đi. Hiểu tôi nói không? Mình hãy chia sẻ những cái nỗi khổ niềm đau của người khác đi,
đừng cười cợt người ta, đừng đoán đi sự sống của người ta. Ví dụ như mọi người ở gần tôi thì hay thấy tôi tích cực phóng sanh. Tôi nói là không có ai ở cái vùng này mà siêng đi phóng sanh như tôi cả. Thậm chí tôi đi phóng sanh biết không, người ta kêu tôi khùng luôn mà. Hiểu không? Tại vì sao? Tại vì tôi càng làm thì tôi càng cảm nhận được cái giá trị của nó quay về với chính bản thân của tôi. Mọi người biết tôi từ mười mấy năm trước tôi ốm o gầy còm lắm, xấu lắm, nghe khó ưa lắm. Nhưng mà ngược lại bây giờ càng ngày như vậy, chính có những người nói thẳng với tôi là sao trong ông càng ngày tôi càng thích giống ông. Mà bản thân tôi thì tôi biết chứ, cơ thể tôi ít bệnh tật hơn, nhiều năng lượng hơn, mập mạp ra hơn, mà ăn uống thì đơn giản thôi. Rồi bây giờ tôi chọn chế độ ăn thuần thực vật đó. Nhưng mà ngược lại tôi biết, tại vì sao mỗi lần tôi thả một số loài nào đó mà nó về lại được với gia đình của nó, tôi thấy vui vô cùng. Điều này tôi biết đúng rồi. Rõ ràng tôi làm cái gì mà tôi thấy tôi buồn bực là tôi sẽ xem lại. Rồi tôi làm cái gì xong mà tự nhiên tôi thấy từ trong nội tâm của tôi vui liền là tôi biết tôi đánh trúng rồi. Tại vì khi mà chúng ta cho được cái năng lượng mà về lại với mình mà vui thì cái mình sẽ nhận lại là vui. Nhớ cái nguyên tắc của nó là như thế này. Rõ ràng không ai mà vui khi mà bệnh tật dày vò cả, đúng không? Vậy thì nếu người nào mà thừa năng lượng niềm vui thì người đó đừng cái duyên bệnh tật để kiếm người đó nó phải ít đi. Tại vì cái phước duyên người ta như vậy mà. Thì thậm chí đặc biệt hơn nữa là gì, chúng ta đối trị là cái đó là khi người ta bệnh tật hoạn nạn chúng ta thường chia sẻ đi, tạo cái duyên thuốc men cho họ để họ qua cơn hoạn nạn đi. Rồi cao cấp hơn nữa, xu thắng hơn nữa là chỉ cho họ cái con đường có thể thoát hẳn khỏi cái chỗ đó đi, thay đổi lối sống đi. Có người, những người vì bế tắc cái lối sống không hiểu, sống không tích cực thôi mà bệnh hoạn thì vò cuộc đời bế tắc. Chỉ cần mình có được cái kiến thức sống nhẹ nhàng tích cực, mình chia sẻ cho họ và họ áp dụng được là tự nhiên họ thoát được những cái nạn tai đó. Rồi chính họ thoát được như ai, như mình là chủ của vấn đề may mắn, mình sẽ có lại cái may mắn đó. Đó là nói về sức khỏe. Mà thầy tôi hay dạy cho tôi ba việc đấy là cố gắng tập là không sanh, không được sát sanh, ăn thịt thì vẫn ăn nhưng đừng có sát sanh. Rồi tập ăn chay được thì tốt. Rồi nhớ niệm Phật và chỉ những cái điều mà sống làm sao để khi nào cái người nào gặp mình người ta cũng được an vui. Loài nào gặp mình nó cũng kêu mình là ui may mắn quá hôm nay mới gặp chị. Chứ đừng có để loài nào gặp mình nó nói hôm nay đúng là cái số xui xẻo. Gặp cái bà đó nhìn mặt mày đẹp quá trời đẹp luôn, vô nhìn thấy mình một phát, chỉ một phát cái xong đầu bếp nó đập mình bốp bốp xịt não ra. Thì có phải đúng là chúng ta là cái thứ xui xẻo nhất đối với cái con vật đó ngày hôm đó không? Có phải mọi người? Ví dụ như chúng ta ra chợ đi, không cần nhiều, chúng ta thấy một con vật đó chúng ta khởi một tâm thương lên, hoặc là chúng ta bỏ ra 5-3 ngàn chúng ta mua lấy một con vật chúng đó thôi, thì nó sẽ nói rằng trời ơi không biết mình tu nhiều đời nhiều kiếp nào mà hôm nay gặp được cái bà Bồ Tát này, đúng không? Bà chỉ cần chỉ tay cái là tự nhiên bây giờ mình lại được còn toàn mạng, mình được đoàn tụ với cha mẹ của mình. Và cái nhân duyên nó rộng hơn cả mình nghĩ nữa đó mọi người. Mình cho chúng sanh đó một cái cơ hội để nó đoàn tụ với gia đình của nó, đó là cái quả là gia đình của mình sẽ được đoàn tụ. Hôm nay không phải bỗng nhiên mà chúng ta tha phương cầu thực đâu. Cha mẹ nào sau này cũng muốn con cái ở gần bên mình hết. Nhưng tôi thấy có một bí kíp mà gia đình tôi áp dụng cái hiệu quả, thường giúp cho chúng sanh được đoàn tụ, tự nhiên dần dần con cái nó quy tụ về lại gần gia đình của mình. Đây cũng là một loại phước báo. Có phải ngoài cái thiếu ăn ra, mọi người sau này có sẽ có xu hướng bản thân chúng ta cũng muốn ở gần cha mẹ không? Có muốn gần không? Hay là chúng ta nói chúng ta không có muốn gần người thân của mình? Hoặc là nhất là khi già rồi, cái cảnh già là chúng ta ngóng con cái thôi, đúng không? Đấy, thì chúng ta cố gắng làm điều này nghe. Thì hôm nay bị lố giờ rồi cho nên chúng ta sẽ nói tới đây, hôm sau chúng ta nói tiếp nghe. Thì nguyện rằng là những cái điều chia sẻ ngắn gọn đó, chúng ta cố gắng, ai không hiểu cái gì có thể gặp liên hỏi thầy giáo thêm. Thì mong rằng là mọi người chúng ta cố gắng, chúng ta hiểu để chúng ta áp dụng đi. Chúng ta áp dụng và chúng ta được lợi ích thật sự nghe mọi người ha. Rồi kính chúc mọi người nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và thật nhiều may mắn nghe mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúng ta nghỉ ha. Chúng ta đi tạo may mắn cho người khác. Hôm nay bị lố 5 phút.